Xin chào toàn thể các bạn. Hôm nay mình làm cái món rau câu dừa để ăn các bạn nhé. Thì cái món rau câu dừa ăn nó rất là mát, đặc biệt trong cái mùa nắng này mình làm cái món này ăn rất là ngon luôn. Các bạn cũng có thể làm cái món rau câu dừa này để dùng làm cái món tráng miệng trong những cái bữa tiệc cũng rất là hay luôn các bạn ạ. Thì cái nguyên liệu và cách làm cái món rau câu dừa thì cũng rất là dễ các bạn nhé. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ các bạn một cái công thức và cách làm của mình. Nếu các bạn thấy cách làm của mình hay thì có thể làm thử cho gia đình thưởng thức nhé. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn sơ qua cái nguyên liệu của mình chuẩn bị hôm nay nhé. Thì ở đây mình có ở 1,8 lít nước dừa tươi nha các bạn. Bởi vì hôm nay mình làm cho gia đình mình ăn cho nên là mình sử dụng hoàn toàn nước dừa tươi nha các bạn. Ngoài ra mình có thêm ở đây là một ít cái dừa non các bạn này. Cái này thì mình đã nạo sẵn rồi. Và có một lon nước cốt dừa. Thì cái lon này nó tới 400ml lận. Nhưng với công thức hôm nay thì mình sẽ sử dụng ở đây là 200ml nha các bạn. Và mình cũng có những cái ly nhựa thế này để lát nữa mình đổ rau câu vào đây cho nó tiện và cho nó vệ sinh nha các bạn. Nếu các bạn làm kinh doanh thì các bạn cũng nên chọn những cái ly như thế này để làm cho nó tiện lợi các bạn nhé. Và ngoài ra mình có ở đây là nửa thìa cà phê muối. Và không thể thiếu ở đây là bột rau câu các bạn nhé. Thì hôm nay mình sử dụng ở đây là bột rau câu hiệu con cá dẻo này các bạn này. Cái bịch này nó có là 12g nhé. Và mình sử dụng một bịch này. Và mình có thêm ở đây là 300g đường. Thì tất cả những cái nguyên liệu mình đã giới thiệu các bạn rất là đơn giản như vậy thôi. Thì bây giờ mình mời các bạn tiếp tục vào xem cách làm của mình các bạn nhé. Trước tiên thì mình sẽ đi trộn cái bột rau câu này các bạn ạ. Các bạn cho vào đây cho mình một ít đường này. Các bạn trừ lại cho mình khoảng mức 50g đường nhé. Để lát nữa mình cho vào cái nước cốt dừa để mình làm cái nước cốt dừa các bạn nhé. Bây giờ thì các bạn đổ cái bột rau câu vào trong cái đường này và mình sẽ trộn cho nó đều các bạn nhé. Thử dưới mình làm như vậy thì để khi mình cho vào nước á, khỏi cái bột rau câu nó bị ốc trâu các bạn, nó không tan được á. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái nồi lớn, rồi mình sẽ đổ cái nước dừa tươi vào đây. Và tiếp theo thì mình sẽ cho cái hỗn hợp đường và rau câu vào từ từ nhé. Các bạn cho vào và các bạn quậy cho nó tan đều nhé. Khi cái hỗn hợp này nó tan đều hết thì các bạn để tự nhiên cho mình khoảng 5-10 phút để cho rau câu nó nở tự nhiên các bạn nhé. Trong khi chờ cái bột rau câu nở thì bây giờ mình sẽ đi pha cái nước cốt dừa các bạn nhé. Thì các bạn nhớ lắc cái lon nước cốt dừa trước khi sử dụng nhé. Mình lắc nhẹ để cho cái hỗn hợp nước cốt dừa nó đều nhau. Bây giờ mình sẽ sử dụng ở đây là 200ml. Và các bạn cho cái đường lúc nãy mình trừa lại vào đây để mình quậy cho nó tan luôn nhé các bạn. Rồi cái phần chuẩn bị nguyên liệu nó đã xong thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi nấu rau câu các bạn nhé. Mới đầu thì các bạn có thể mở cái lửa lớn để mình nấu cái rau câu này. Tuy nhiên các bạn trong quá trình nấu thì các bạn nhớ quậy cho mình nhé. Mình quậy để khỏi cái rau câu nó lắng đọng ở dưới nó bị cháy nhé các bạn. Rồi mình sẽ cho cái muối vào để mình quậy cho nó tan luôn. Đây, cái rau câu khi các bạn nấu được một lát thì nó chuyển lên một cái màu hơi đục đục như thế này các bạn này. Nhưng mà như vậy cũng chưa được đâu các bạn ạ. Để các bạn tiếp tục quậy nhé. Mình quậy để cho rau câu nó khỏi bị đứng ở dưới cái đáy nồi nha các bạn. Khi nào các bạn nhìn thấy cái rau câu nó chuyển sang cái màu trong thì có nghĩa là nó đã chín các bạn nhé. Thì tổng thời gian để nấu cái rau câu thì nó tầm khoảng 10 đến 15 phút đó các bạn ạ. Đấy, bây giờ thì các bạn nhìn thấy cái rau câu nó bắt đầu chuyển sang cái màu trong như vậy là được rồi các bạn này. Đấy. Và bây giờ mình quậy mình thấy rất là nhẹ rồi các bạn. Lúc đầu thì các bạn quậy các bạn thấy cái tay nó rất là nặng luôn. Bây giờ thì tay mình quậy thế này mình cảm giác nó rất là nhẹ tay. Mình sẽ múc ra 200ml để lát nữa mình làm cái nước cốt dừa nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho cái nồi rau câu này xuống. Mình sẽ giữ ấm nó, rau câu nó khỏi bị đông. Và tiếp theo mình sẽ đi nấu cái phần nước cốt dừa nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn cho cái nước cốt dừa vào nhá. Mà mình sẽ quậy cho nó tan đều nhá. Thì đối với cái nước cốt dừa này các bạn không cần phải nấu cho nó sôi hoàn toàn đâu. Các bạn chỉ cần nấu cho nó hơi sôi lúc búp là được rồi. Nếu các bạn muốn cho cái nước cốt dừa này nó thơm hơn á thì các bạn có thể cho vào đây thêm một ống vani. Nhưng mà mình thấy cái nước cốt dừa này nó cũng rất là thơm này các bạn ạ. Cho nên mình không có cho nữa. Đấy, mình nấu như vậy là được rồi các bạn này. Nó sôi búp như vậy là được rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi đổ rau câu nha các bạn. Rồi bây giờ thì các bạn sắp những cái ly ra trên những cái khay thế này để mình đổ rau câu cho nó tiện các bạn nhé. Thì với cái món rau câu dừa ngày hôm nay mình đổ hai lớp, cho nên mình sẽ đổ cái lớp màu trong trước nha các bạn. Thì các bạn đổ cho mình khoảng hơn phân nửa cái ly cái màu trong này nhé.
Rau câu nó đang còn nóng thế này thì mình sẽ rắc vào đây một ít cái cơm dừa các bạn này, để cho cái món rau câu của mình nó có cái độ sật sật khi mình ăn vào cái cơm dừa này, nó cho nó ngon các bạn ạ. Các bạn chờ một lát để cho cái rau câu nó đông cái mặt lại thì mình sẽ đổ cái nước cốt dừa vào. Đấy, khi các bạn nhìn thấy cái rau câu nó đã xe mặt lại như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ cho nước cốt dừa vào các bạn nhé. Thì tùy các bạn, các bạn muốn ăn cái độ béo nhiều thì có thể cho nhiều nhé. Thì các bạn đổ cái nước cốt dừa, đổ nhẹ nhẹ tay như vậy để khỏi cái nước cốt dừa nó làm lủng cái mặt rau câu, nó chảy xuống dưới trông nó không có đẹp mắt nha các bạn. Các bạn lần lượt đổ cho hết cái phần rau câu này luôn các bạn nhé. Đây, rau câu mình đã để cho nó nguội rồi các bạn nhé. Thì hôm nay mình làm món rau câu này, mình có hai lớp, ở dưới là một cái lớp rau câu trắng tự nhiên, ở trên là một cái lớp nước cốt dừa, trông rất là thơm, rất là béo luôn. Và mình có thêm mấy cái sợi dừa thế này để ăn cho nó ngon nữa. Thì bây giờ mình sẽ đậy nắp lại và mình sẽ cho vào trong ngăn mát tủ lạnh các bạn nhé. Thì tầm khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng thì mình sẽ đem ra để thưởng thức được các bạn ạ. Bởi vì cái món rau câu này mình ăn lạnh nó sẽ ngon hơn nha các bạn. Ở đây là những cái ly rau câu mình đã để trong ngăn mát tủ lạnh được hơn 1 giờ rồi các bạn này. Đây, các bạn nhìn thấy rau câu đã đông lại và rất là dẻo mềm luôn. Mà nó không có bị chảy nước, nó rất là thơm luôn các bạn. Thì bây giờ mình mời các bạn cùng thưởng thức cả cái ly rau câu để mình cảm nhận xem cái món rau câu ngày hôm nay mình làm có ngon không các bạn nha. Rau câu ăn nó rất là giòn, rất là ngon. Đặc biệt nó có vị béo béo của nước cốt dừa các bạn ạ. Cộng thêm mấy cái sợi dừa, mình ăn mình có cảm giác nó giòn giòn, rất là ngon luôn. Có vị ngọt, không có ngọt lắm, rất là mát. Thì với cách làm, công thức của mình chia sẻ hôm nay, mình hy vọng rằng các bạn có thể làm thành công ngay lần đầu tiên nữa các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Các bạn đừng quên bấm nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.